Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, bão Yagi, vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc và 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo là tới 4 giờ của ngày 6 tháng 9, vị trí của tâm bão sẽ ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 10 đến 15 km/h. Và đến 4 giờ ngày 7 tháng 9, thì vị trí tâm bão sẽ vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc và 109,3 độ Kinh Đông. Cùng với đó là trên vùng biển của phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 cho đến 20 km/h và suy yếu dần. Đêm 4 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông và sau đó thì sẽ cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão số 3 nên khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 11 đến cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Và từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 10 đến 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có sóng biển cao từ 7 cho đến 9 mét, vùng gần tâm bão là từ 10 cho đến 12 mét. Hoạt động, các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này thì đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền thì dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng và phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to cho đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 32 độ C. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 3, bão Yagi, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, đặc biệt là sự bùng phát của sâu bệnh hại như là dầy nâu, sâu đục thân, bệnh bạc lá, sau bão để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra. Năm nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài trong tháng 7 và đầu tháng 8 nên nhiều diện tích lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã bị ngập úng, phải gieo cấy lại. Điều này cũng khiến cho lúa mùa phân thành nhiều trà và việc bám sát đồng ruộng vì thế càng trở nên quan trọng hơn. Với vùng rau màu chuyên màu, sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng và phun phân bón lá cùng với các chế phẩm vi lượng cho cây nhanh phục hồi. Khi đất khô ráo cần sới phun kịp thời để tạo độ thoáng cho đất để tránh bị nghẹt rễ và kết hợp với bổ sung phân lân NPK, chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn và gây khan hiếm nguồn cung rau. Với diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, các tỉnh, thành phố cần tập trung máy móc thiết bị và con người nhanh chóng thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý trong cả nước và ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.